Xin chào mọi người. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8. Cái này là chip i5 thế hệ 10 nha. Máy thì rất là chất lượng. Đã nói tới X1 Carbon là phải nói tới là vậy là cao cấp và rất là chất lượng rồi. Cũng giống như mình hay nói là ai mà xài X1 Carbon quen rồi thì không thể nào mà xài những cái dòng khác được nữa, vì xài nó rất cực kỳ thích luôn. Cái dòng Gen 8 đổ lên nha mọi người thì bắt đầu là dưới chữ ThinkPad là cái chữ X1 màu đỏ nó sẽ to hơn. Cứ nhìn thấy logo X1 màu đỏ là đã thấy là đời cao rồi mọi người. Nhưng mà mọi người cứ để ý hàng X1 to. Như cái này á, là Gen 6 và Gen 7 nè, sẽ là ThinkPad nhung và X1 màu đỏ như thế này. Nó nhỏ thôi, nơi phía dưới nó rời ra. Còn cái này thì X1 nó to đùng nè. À, bắt đầu Gen 8 đổ lên chỉ cần cái dấu hiệu, mọi người để ý cái đời cao người ta xài, để ý là biết thôi. Từ Gen 8 đổ lên thì mới có logo như thế này. Còn Gen 5 á, thì nó không có màu đỏ nha mọi người. Và cái logo của nó trên Bắc nó cũng phải là bằng nhung như thế này, mà nó bằng nó màu dạng như màu màu nhôm á, như vậy đó. Đó là cái dấu hiệu để sơ sơ để mọi người biết thôi. Thực sự thì rất là nhiều người biết, nhưng mà cũng có những khách không có biết, cho nên là mình quay rõ ràng hơn. Tại vì hôm mình cũng thấy mọi người hay hỏi á, cho nên là sẵn mình view lên luôn. Giờ mình giới thiệu đến con Gen 8 nha. Cái vỏ là mình thấy là nhìn trực diện là tương đối đẹp nha mọi người. Cái dòng X1 đó là X1 Carbon này thì vỏ carbon được phủ lên cái lớp nhung chống trơn trượt. Ở trên cái lớp nhung này thì không bao giờ mà nhìn cho nó đẹp được hết tất cả mọi dòng X1 luôn. Khi mà mọi người đã sơ xài rồi, đã sử dụng rồi, nó dễ bám dính mồ hôi á, nhưng mà nó cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Nhìn nó hơi, khi mà mình sử dụng nó hơi dơ, nhưng mà được là mình cầm rất là sướng tay. Cái chỗ này nó hơi hằn cái dấu sticker trước đây người ta dán cái gì á, sau này người ta lột ra nó hơi hằn vậy ha, mình quay rõ lắm mọi người. Nhưng mà thực sự ra thì nhìn ở ngoài cũng không có đáng kể gì đâu. Ở trên cái phần vỏ thì là tương đối sạch đẹp, quay từng chi tiết một đi, không hề là bị cợm hay là trầy xước cấn móp gì hết nha. Đây này, nó chỉ hằn cái dấu sticker và trên cái nền nhung khi nhìn nghiêng thì nó không có được đẹp thôi. Trực diện lợt quá ok, cứ logo như là đẳng cấp mọi người, thích cực kỳ luôn. Ngõ tay, ngõ USB, nút nguồn cạnh quá đẹp nha mọi người, không có hề bị mòn trầy tróc gì đâu. Ngõ sạc Type-C nè, sấm sét nè, kết nối Type-C sấm sét, ngõ này ra mạng LAN USB HDMI. Tai nghe tương đối đầy đủ ha. Bây giờ vô bên trong, bên trong đây mọi người ha, và mình cân luôn. X1 Carbon là nó 14 inch nhưng mà nó 1,1 kg nha mọi người. Đây 1,1 kg nè, đã mỏng, đã nhẹ, đã xịn rồi, màng đẹp và rất là chất lượng luôn. Phím thì quá ok, xài mê luôn á mọi người. Có lát phím rồi đầy đủ nha. Đây nè, đây ha, phím thì còn cực kỳ đẹp. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là nó đúng khuôn luôn mọi người, và nó mịn như thế này luôn, đẹp ha. Của X1 Carbon là mình có tấm dán phím đúng của X1 Carbon luôn, đẹp và dán vào như zin vậy đó mọi người. Che ký tự Nhật đi, còn ký tự quốc tế thôi. Góc cạnh chữ ThinkPad cũng rất là đẹp. Bàn rê chuột thì khỏi mê rồi, nó khá nổi tiếng về cái vụ mà bàn rê chuột của X1 Carbon. Đây là Gen 10 nha, i5 Gen 10. Màn là rất là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Màn là Full HD. Mình có check cái series máy X1 Carbon này sản xuất cuối năm 2020 nha. Cấu hình i5 thế hệ 10 nha mọi người. Tên gọi của nó là X1 Carbon Gen 8, nhưng mà là cái tên gọi của riêng dòng carbon thôi, dòng X1 Carbon thôi. Và cái chip của nó là i5 thế hệ 10. Đặc biệt là X1 Carbon RAM không có nâng cấp được, nên là RAM này là onboard 16 GB thì quá tuyệt vời luôn để mình sử dụng ha mọi người. Tại vì nó có cái bản i5 Gen 10 nhưng RAM có 8 GB à. Thì 8 GB thì mọi người xài nó cũng không thể nào mà thoải mái và đã như 16 GB được. Đó là đều là điều chắc chắn rồi. Đó, SSD là 512 để mình chứa dữ liệu. SSD này mọi người muốn nâng cấp 1 TB, 2 TB gì đó đều được hết, tùy mọi người ha. Mẫu thì full viền, không thể nào mà chê được. Màn là đẹp ha, không có lỗi làm gì. Ở bên trong cũng đẹp, bên ngoài thì cũng tương đối. Đây nè mọi người nè, tên gọi là X1 Carbon Gen 8 nè, vỏ phía sau cũng đẹp ha. Nói chung là vỏ máy là tương đối đẹp. Cái phần mặt tiền á, thì nó hơi hằn sticker một chút thôi, chứ mình nghĩ là như vậy là cũng tương đối rồi. B240 là mã mình đặt cho máy này. Máy kèm sạc zin và mình báo giá mọi người, cái dòng này giá của nó là 9 triệu 7 ha. Ai chốt á, thì inbox mình, mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Pin thì siêu trâu nha mọi người, trên 4 giờ nha mọi người, thoải mái về pin, máy luôn kèm sạc zin. Cảm ơn mọi người nhiều nha.